uống trà, thì uống rượu là một nét phong tục và một nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Nhưng hiện nay Việt Nam là một trong số 25 quốc gia có mức tiêu thụ rượu bia cao nhất thế giới. Đây là một thực tế đáng báo động. Vì vậy mà trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng trở về và tìm hiểu truyền thống uống rượu được quan niệm cho cộng đồng người Việt như thế nào. Trong các dịp lễ Tết cúng dỗ của người Việt từ xưa đến nay, cùng với cơm canh trà quả, không thể thiếu chén rượu trong mâm cỗ cúng dâng lên tổ tiên. Rượu trắng nấu bằng gạo nếp thơm, đựng trong chai đậy nút lá chuối, được chưng cất theo phương pháp thủ công trong dân gian từ lâu đời, đã trở thành một thức uống thân thiết với người Việt, như một nét văn hóa cổ truyền được lưu giữ không hề mai một. Không chỉ trong cuộc sống thường nhật, rượu còn gắn liền với những thú vui tao nhã của các bậc trí thức xưa, như người xưa từng viết: khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi trời trăng lên. Nhưng người xưa không uống rượu một cách tùy tiện, mà có cả một nghệ thuật ẩm thực. Cha ông ta xưa đã dạy: nam vô tiểu như kỳ vô phong, nhưng cũng dạy thêm: ẩm tiểu dung hòa đích quân tử, nghĩa là người quân tử uống rượu phải trầm tĩnh, uống chỉ đến mức phấn chấn, suy nghĩ những điều có lợi cho gia đình và đất nước mới thực sự là người sành rượu. Ngày nay cuộc sống khấm khá hơn, trên mâm cỗ quê người Việt có nhiều màu rượu, nhiều thứ rượu khác nhau, rượu Tây, rượu ta đủ cả. Nhưng những hệ lụy của việc lạm dụng đồ uống này đang khiến chúng ta phải nhất thiết suy ngẫm về văn hóa thường rượu, để rượu mãi giữ được ý nghĩa tốt đẹp của nó như một cầu nối với tiên tổ, một chất keo để thắt chặt tình thân và giúp mỗi người được sẻ chia trong mọi nỗi buồn niềm vui cuộc sống. Anh yên quê tôi luyện sức thật dẻo dai, luyện cho cái bụng là cái thùng đựng bia, luyện cho đôi tay là cầm ly không mỏi, luyện cho cái mồm là chỉ uống không ngất. 1 2 3 2 3 2 3 Người dân mà trời ơi làm gì thế? Như thằng bạn thay quá không biết làm nào anh em ạ. Lôn rồi lôn. Không được thỏa mãn, chứ đâu có kém khác gì. Làm gì uống được, chị em mình cũng uống được. Thôi thì nam chết, cho một xã hội công bằng. Không say không về, đớp say cũng không có về. Đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.